Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực chợ lớn, cụ thể là đường Hậu Giang. Hôm nãy lúc nãy mình đi ở đường Phan Văn Khỏe để tìm đến cái hẻm 219, nhưng mà rất tiếc là trời mưa rồi, thành ra cái video đó thất bại, không gửi được các hình ảnh ở cái hình ảnh ở khu vực này cho các anh chị và các bạn. Thì sẵn đây quay một số hình ảnh Sài Gòn mưa ở chợ lớn, gửi cho các anh chị bạn xem chơi cho vui nha. Ở khu vực này có chợ Bình Tây nè. Mưa quá thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh không có được rõ cho lắm. Chợ Bình Tây thì ngày nay đã được sửa chữa lại rồi, cắt mặt tiền rồi, cái chợ tạm ngày xưa cũng dẹp rồi ha. Nên mình thấy con đường này rất là thông thoáng. Ở đây có giao lộ Cao Văn Lầu và Hậu Giang. Trời bắt đầu mưa lớn rồi. Mưa xối xả luôn. Mưa lâu là một hồi nữa sẽ ngập. Không biết mưa vậy các anh chị nghe âm thanh hình ảnh có rõ hay không ha. Nếu mà không rõ thì các anh chị bỏ qua nha. Vì mưa gió quá. Những lúc trời mưa thì làm cho mình lúc nào cũng hơi tĩnh lặng chút xíu, ngồi nhìn mưa, ngắm mưa. Mưa thì Sài Gòn có rất là nhiều sắc màu. Khi mà mình nhìn ra đường, người áo mưa màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu tím, màu cam, đủ màu hết luôn. Nên khi mà trời mưa thì Sài Gòn sẽ có một sắc màu mới. Ngay đây là chợ Bình Tây nè. Chợ Bình Tây lúc trời mưa. Còn phía trước này ngày xưa thì có cái chợ tạm, nhưng mà bây giờ đã được tháo dỡ hết rồi, nên thành ra đường này trống trải lắm. Mưa quá. Mưa là Sài Gòn sẽ bị đọng nước vậy nè. Do là cống rãnh chưa có thoát kịp á. Ta tới đây là cái đường, cái chợ Kim Biên. Ở đây có cái công viên, có con rồng ở giữa nè. Nhưng mà nào giờ em không có để ý là tên công viên gì nữa. Nếu các anh chị biết thì em xin cái comment nha. Công viên ở bên ngay chợ Kim Biên, ngay đường Gò Công, Trang Tử, bến xe chợ lớn ngày nay.
Mưa này bà con bán không có được, bán vắng lắm. Sẵn đây mình chạy vòng chợ Kim Biên nha, sẵn tắm mưa rồi em dẫn các anh chị đi luôn. Hôm nay mình tắm mưa nguyên video này luôn. Bình thường chợ không có vắng như vậy đâu ha, trời mưa nè, nên mình thấy rất là dễ đi, nhưng mà bà con không có bán được. Mưa này chỉ có ngủ thôi. Mình vòng trở ra nha. Cái anh bán dừa anh ngồi trên xe luôn. Đây bán rất là nhiều đồ đồ điện, như là quạt rồi đèn rồi dây điện rồi rất là nhiều, bán giá sỉ luôn, có giá sỉ nhưng mà mình phải mua nhiều thì mới có giá sỉ, còn mua lẻ thì rẻ hơn ở ở mấy chỗ khác tí. Chúng ta ra đây là chợ đường Hải Thượng Lãng Ông, ngày xưa là Khổng Tử đó. Sẵn đây chúng ta nhìn lại những cái khung đường ngày xưa của mình, có một cái dịp nào đó mình lại tắm mưa thế này. Con đường này bán theo mùa nè, mùa này bán nhiều đồ cưới được rất là nhiều. Vài bữa nữa sẽ đến tập vở rồi Halloween rồi Tết. Mỗi mùa thì mỗi sắc màu ha, mỗi loại hàng hóa. Hôm nay chúng ta đi thẳng ra đường đại lộ Đông Tây luôn ha, đại lộ Võ Văn Kiệt. Nếu mà phải mình sẽ đi đến cầu Chợ Bà, đường Chợ Bà đi về quận 8 Bình Chánh. Chúng ta đi thẳng con đường này luôn, ra cái bến Lê Quang Liêm ngày xưa đó, bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt nè. Khúc đường này rất là thay đổi ha, đường rất là lớn luôn. Tới đây là chúng ta nghe cái mùi thuốc rất là dễ chịu, rất là thơm, đặc trưng, cái mùi đặc trưng của cái trục đường Khổng Tử này, Hải Thượng Lãng Ông này. Thì sẵn trên đường đi về thì em gửi số hình ảnh Sài Gòn mưa gửi đến các anh chị và các bạn luôn, chứ chắc ít có ai mà trời mưa mà đi quay phim kiểu này lắm ha. Ta ra đây là ngã ba nè, giao lộ bến Lê Quang Liêm ngày xưa giờ Khổng Tử nè. Nếu mà quẹo quẹo trái mình sẽ về Quận Nhất, và quẹo phải đi về quốc lộ 1.
Sài Gòn mưa, đường xá cũng khúc này đường xá rất là đông, tại vì cái trục đường chính đi vào Sài Gòn, trục đường lớn đi qua quận 2 luôn. Ta đợi đèn đỏ tí xíu nha. Rồi mình sẽ đi một đoạn nữa theo cái đường Võ Văn Kiệt. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Trời cũng gần hết mưa rồi. Chúng ta phải quẹo trái nha, quẹo trái đi về quận 1. Chúng ta nhìn thấy bầu trời xám xịt. Cái đường này mà ai chạy sau người đi trước là sẽ bị văng bùng lên mặt, lên đầu, lên áo, lên người luôn đó. Nên mình chạy mình né một bên để ai chạy nhanh thì chạy ha, chạy từ từ cho các anh chị bạn cùng ngắm cảnh ha. Chứ mưa nhiều khi nhìn hình ảnh nó cũng hơi chán đó. Sẵn đây mình cập nhật cái đường này luôn, lúc mà trời mưa thì con đường này như thế nào ha. À, thẳng hướng đó mình sẽ lên đi, lên cây cầu, hình như cầu đó là cầu Nguyễn Tri Phương. Đi qua đường Phạm Hùng á, ngày xưa đường Chánh Hưng, nhưng mà bây giờ là đường Phạm Hùng. Nơi đây có bến đò La Cai, khu La Cai, ếch đồng 4 con 25.000. Khu này, chỗ này người ta hay bán ếch lắm. Một con ếch 25.000 hay là 4 con 25.000 gì đó không biết nữa. Người ta hay chơi chữ lắm, người ta để giá như, nếu mà thắc mắc thì lại mua mới biết được. Chỗ này bà con đang trú mưa nè, nó trú mưa dưới chân cầu. Ở Sài Gòn nhiều khi, ở Việt Nam luôn, ở nhiều khi cái gầm cầu cũng là cái nơi mà để người ta che nắng che mưa, cũng có thể là nơi mưu sinh, nơi bán buôn của các bà con khó khăn. Nơi ngay cái bến đò La Cai này bây giờ nhìn thấy rất là lạ nè. Một số hình ảnh Sài Gòn mưa gửi các anh chị và các bạn, chúng ta cùng nhìn lại cung đường Hậu Giang, rồi Chợ Lớn, rồi ra đường Võ Văn Kiệt ngày nay là cái đường Bến Trương Dương, Bến Hàm Tử ngày xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Trong quá trình thực hiện video cũng không thoát khỏi cái sự thiếu sót hay là sai sót gì đó, thì mong bà con mình thông cảm bỏ qua và cho em xin cái góp ý nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.